Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến. Giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2012, nhằm ngày 28 tháng 9 năm Nhâm Thìn. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái đối tượng tham thiền. Kỳ thứ 191 cái nhan đề là địa chấn cuồng ba, nói theo chữ Hán, còn dịch nghĩa ra đó thì chúng ta nghiên cứu về cái đề tài nói về động đất và sóng thần. Cái bài này tôi làm mà ngay cái lúc mà có nhằm ngày động đất ở Nhật Bản, nhằm cái đó bữa đó là ngày 16 giờ ngày 15 nhằm ngày 14 tháng 4 năm 2011. 14 tháng 4, vậy là bài này nay làm hơn một năm rồi. Tức là động đất bên Nhật hơn một năm rồi. Lúc đó là nhằm ngày 12 tháng 3. Cái bài này xin nhắc nhở các Phật tử cũng như tăng ni trẻ chúng ta nên để ý. Tôi xin nhắc cái điều cốt lõi là tất cả những cái bài mà tôi viết gần đây trong những con tay chỉ trăng hay là những chiếc lá trong tay đó đều là đối tượng tham thiền hết đó. Cho nên là tôi mong rằng nếu mà các vị bằng lòng nghe và chịu nghe và có duyên để nghe thì nên để ý mà tu tập tham thiền. Cho nên là bài nào cũng gọi là đối tượng tham thiền hết. Mà tôi không có sợ ai phê phán rằng là đối tượng tham thiền này là tham thiền dởm và để rồi có thể bị lạc thiền. Không có. Tôi nhắc với các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ, Đức Phật của chúng ta là bậc giác ngộ không trên, không còn người trên, gọi là vô thượng Bồ Đề đó, tức là giác ngộ không còn bậc người nào trên hơn nó được hết. Cho nên Đức Phật của chúng ta dạy không có cái thứ mà dạy ngu si, dạy để cho người ta bị lầm lạc, rồi người ta bị đau khổ vì cái điều mà của Đức Phật dạy. Không có cái đó. Cho nên là người ta hù nhát, người ta nói là tu thiền mà không tu tịnh độ 10 người sẽ hết chín là cái cha tổ đó, mình gọi là cha tổ đó, nó bậy á. Cái ông tổ đó nó lần sần lắm mà, nếu mà nghiên cứu về lịch sử ông tổ đó lần sần lắm. Ông tổ đó dám viết ra là tu thiền mà không tu tịnh độ 10 người sẽ hết chín. Mà tu tịnh độ là phải niệm cái danh hiệu A Di Đà, tức là tiền thân của ông ấy, trong sách sử của Phật giáo Trung Quốc người ta để lại gọi là cao tăng. Những cái ông đó là cái ông mà trước khi đi tu thì
không hiểu gì về đạo Phật ngoại đạo, đi tu rồi làm chuyện sai trái. Nếu mình có tâm tốt thì mình lấy tiền của mình, tiền lương của mình, mình đi mua cá, mua rùa, mua gì đó mình phóng sanh. Ở đây nó tốt thì sao lại lấy tiền của dân, lấy tiền của vua. Vậy nói đi mua đồ, mua cá, mua vật, mua thú phóng sanh chứ ai biết nói vậy, chứ biết đâu thầm lặng mà nói vậy, chứ còn biết ai chứng minh cho ông phóng bao nhiêu con cá, phóng sinh bao nhiêu con cá, thả bao nhiêu con rùa, ai biết. Thì tới cái ngày mà bị đi đem đi xử trảm đó thì cũng có cái hình sau đó được tha về tu, mà tu cũng đi tìm tu hai ba chỗ, chạy lại ông này thì chạy lại ông kia, chạy lại ông nọ, chẳng thu thập được cái gì. Cuối cùng người về là nắm được, lượm được cái pháp môn niệm Phật người ta bày ra, rồi đề xuất ra niệm Phật A Di Đà. Niệm Phật A Di Đà mà niệm thiệt là nhiều, giải bằng cách đề cách khác niệm thiệt nhiều, lại lục thiệt dữ. Rồi tới chừng chết thì cái ngày chết của ông đó thì lịch sử, sử sách viết là lấy cái ngày chết của ông đó làm ngày vía của Phật Di Đà, ngày 17 tháng 11 là phải. Mấy ngày đó thì quên nhớ cũng không có sao hết, đi vía Phật Di Đà ngày 17 tháng 11. Đó là cái ngày của ông Vĩnh Minh Viên Thọ chết đó. Thì lấy ngày đó làm ngày vía Phật Di Đà thì tôi thấy cái tội nghiệp đó. Nếu Phật Di Đà mà có thiệt là tội nghiệp. Vậy là Di Đà thiệt là Di Đà nào, còn Di Đà giống là Di Đà nào, lộn xộn vậy. Cho nên tôi nói cái này là có người bực mình lắm. Nói này có người bực mình lắm. Bởi vì người ta quyết kêu danh hiệu Phật Di Đà để người ta qua Tây Phương ta ở cho nó sướng. Nhưng mà cái ý niệm đó tôi xin nhắc nhở Phật tử thiệt á, Phật tử thiệt á, đừng có ham cái thứ vậy. Đây là tôi nói ví dụ như giờ cái, đây là cái chuyện mà địa chấn cuồng ba này đó nè. Ở Việt Nam mình chê, mình sợ cực khổ, mình chạy qua Nhật, mình làm ăn bển, nhà cửa khá bên đó, rồi địa chấn bên đó thì cũng nhà cửa cũng sụp đổ vậy. Nước Nhật thì tiên tiến hơn Việt Nam đó, văn minh, khoa học, kỹ thuật cao đấy. Nhưng mà đâu phải ai chạy qua đó rồi thì cũng được sung sướng trọn vẹn đâu. Trong trận địa chấn này là chết bao nhiêu người rồi, mấy ngàn mấy triệu gì đó không nhớ rõ, nhưng mà nó đâu có từ nang để chừa lại cái thành phần niệm Phật hay không niệm Phật gì. Kiếp nhân sinh là đều là chịu chung vậy. Rồi ở đây Việt Nam mình đây là mới đây này trận bão Sandy ở bên Mỹ, Việt Nam mình cũng chết bao nhiêu người đó, trận bão cơn bão số 8 này. Mà nó đi bọc sao mà đi qua bên Haiti, rồi nó đi qua bên Mỹ, rồi qua bên Cuba, rồi nó lên Florida, rồi đi tuốt thẳng theo dọc Duyên Hải phía đông của nước Mỹ, nó lên nó quậy trên cái Washington DC á. Cũng thiệt hại cho nó nhiều gì, tiền của cũng rất là dữ dằn, và nhân mạng cũng là gần cả trăm người gì đó. Thế thì là nước Việt Nam mình cũng có thể bị tai họa, mà qua nước Mỹ làm ăn rồi thì cũng có thể bị tai họa như vậy. Cho nên cái vấn đề thế giới nó không có dị tình, nó không có tha thứ cho bất cứ một nước nào. Cho nên là nói rằng ông Phật Di Đà mà có cái nước cực lạc riêng mà độc quyền mà hoàn toàn không có bị vô thường chi phối, rồi chuyện đó
người trí mà đệ tử Phật Thích Ca là không thể tin được, không thể tin cái đó được. Lần lần là tôi sẽ viết thêm những cái điều mà tôi chỉ rõ cho các Phật tử gần xa thấy, cũng như tăng ni trẻ là người có trí nhận thức khách quan sẽ thấy rõ thôi. Những cái lịch sử của Đức Phật A Di Đà tôi đang 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 nghiên cứu thật là rõ đây, không có rõ ràng, không có minh bạch. Viết cái lịch sử của Phật Di Đà thua thua những cái nhà viết tiểu thuyết như đời xưa, đời trước đây, nói xưa thì không phải xưa, cũng lâu rồi, là tiểu thuyết Trung Quốc mà có đề có tương quan tới tới đạo Phật là Ngô Thừa Ân. Viết cái Tây Du Ký đó để mà lòng cái chuyện Phật giáo của Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh rất là hấp dẫn. Tôi nói hấp dẫn chứ không phải hay đâu nha. Trong đó người ta ta chê bai Phật, đạo Phật ở trong dữ lắm đó. Ta mượn cái chuyện Đường Huyền Trang vậy ta lòng vô để ta nói lên cái đạo Phật mình giỡn dữ lắm đó, chứ không phải là ta quý đâu. Mà điều ta không dám nói, ta không dám nói thẳng mạnh như tôi ngu rồi tôi nói nó hơi mạnh, tôi nói thẳng rồi các vị ghét tôi. Chứ còn cái ông Ngô Thừa Ân đó, ông giết và ông dùng văn chương, ông đã đảo cái lối tu hành ngu si của Đường Huyền Trang đấy. Trên đường đi thỉnh kinh mà gặp chùa, trong đó không có Phật gì hết, yêu tinh ma quỷ vô đó cũng cúng cũng lại. Gặp tháp, tháp mà quỷ ma nó yêu tinh nó đi bắt người ta về, nó ăn thịt, nó nhậu trên trên tháp đó. Mà cái tháp bỏ quan vậy, gián nhện rồi bù hóng rồi không vậy, mà cũng lụm cụm lụi hụi đi quét tháp rồi đi lại lại riết cái đụng lên trển là mấy cái con quỷ ở trển á, nó ăn cắp cái viên minh châu của nhà vua, nó lên trển rồi về nó bàn tính thì nó ăn nhậu trên tháp mà Huyền Trang lại muốn chết rồi. Gặp chùa lại chùa, gặp tháp cũng quét tháp, làm cái chùa vô chùa dân lôi, tiểu dân lôi âm nó lại tên là quỷ không, ổng lông khôn lại dưới trên kia tụi nó trừng trừng nhướng nhướng, nó bắt thằng này bằng thịt ăn đã dữ à. Ta viết đó là để là ta nói rằng là cái lối tu hành nó tu ngu à. Cho nên mình sẽ thịt thằng này, cái thằng ngu này. Cho nên cái chuyện Ngô Thừa Ân tôi viết hay lắm mà, viết chuyện mà Phật Di Đà đó thua xa văn chương mèo mửa. Ủa xin lỗi, nghĩa là viết không có lý luận chặt chẽ gì hết đó. Trống rỗng, ai mà người có trí chút là bất bỏ như thường. Phật Thích Ca đâu có nói chuyện lặt vặt bậy bạ vậy. Kinh Ngụy Tạo đặt ra. Ủa mà xin lỗi nha, nói vậy đó, nó mạnh quá người ta đau lòng đấy. Ta chưa hiểu, ta chưa nghe kỹ cái người ta binh Đức Phật Di Đà cái người ta giận trước à. Kinh Di Đà đó không có thiệt đâu. Bà Di Đà Hy bị vua A Xà Thế, vua Sở Thế là con của bà Di Đà Hy. A Sở Thế bắt cha nó bỏ tù, rồi đòi bắt bà Di Đà Hy nữa, đòi bỏ 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 tù bỏ ngục cho chết nữa. Rồi bà Di Đà Hy mới buồn quá, nó xin Phật. Tôi còn nhớ rành rành bà Di Đà Hy là yêu cầu Đức Phật dạy cho con cái pháp tư duy, dạy cho con cái pháp chánh thọ. Bởi vì con đã có một đứa con nghịch tử như thế, hiện giờ nó bắt cha nó nhốt rồi con đem đi viện trợ chút đỉnh đi lương thực về cho ăn, mà nó còn đòi bắt con nó xử nữa.
Cho nên là nhờ Đức Thế Tôn cho con cái pháp tư duy, pháp chánh thọ nào để con xa lìa được cái nỗi khổ là của cái kiếp con người đau khổ cùng cực kỳ lạ này, đứa con bất hiếu vô đạo này. Thế thì là cái câu mà hỏi, câu xin đó là giải pháp tư duy và chánh thọ. Mà tư duy tức là thiền định đấy, chánh thọ tức là tâm mũi đó, thiền định và tâm mũi. Yêu cầu Phật dạy cho cái pháp tâm mũi, pháp thiền định. Rồi mới là đẩy vô cái kinh A Di Đà, đúc vô thế vô cái pháp tư duy chánh thọ đâu có được. Tôi nói thiệt các vị, hồi tôi mới bắt đầu vô trường học là tôi học được cái bộ kinh đó đấy, cái bộ kinh mà Bà Di Đà hỏi Phật, yêu cầu Phật dạy cho cái pháp tư duy và chánh thọ đó. Chánh thọ là gì? Chánh thọ là bất thọ chứ thiết thọ, thị danh chánh thọ, cái định nghĩa của người ta như thế. Tức là cái pháp định, pháp quán chiếu. Còn tư duy tu tức là pháp thiền định, phân tách để mà nhận, rồi sau đó mới nhận thức, mới chọn lấy. Cho nên là học Phật là phải học thiền định, đừng có sợ thiền định, đừng có nghe lời cái ông Vĩnh Minh Viên Thọ và cái ông Tử Hình được tha ra về nói tùm lum. Tôi còn tìm ra được những cái ông nào mà lập ra cái sao chuỗi, tại sao lại phải lần chuỗi mới được? Không 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 có cái sao chuỗi thì có sao không? Tôi xin nhắc nhở các vị đừng có buồn, đừng có nóng giận, chuỗi không có nhầm gì hết trơn á. Niệm mà phải đếm vậy, mình để lấy gọi là niệm công cứ, nên công cứ nghĩa là căn cứ vào cái niệm nhiều nhiều lần, nhiều tiếng, nhiều sâu chuỗi vậy, để lấy cái đó lập công, để làm điều kiện để mà cầu Phật giúp đỡ, Phật Di Đà thương. Dựa trên cái lần nhiều sâu, nhiều chuỗi, nhiều tiếng tu vậy không có trúng đâu. Tôi là pháp môn Tịnh Độ là tôi học nằm lòng nó từ nhỏ, và từ nhỏ vô chùa là đã biết cái đó rồi. Nhưng mà mấy chục năm nay là nghiên cứu học rồi, là tự nhiên là chuỗi cho ta cho 15 triệu một sâu chuỗi cũng không lấy đó. Tôi mua chuỗi ngọc cho không lấy, không lấy là không lấy. Chuỗi hộ phách cho sau chuỗi cũng bao nhiêu triệu cũng không lấy. Khi mà tôi phát hiện là tôi nắm vững cái pháp môn tu rồi, tôi cái đó tôi cho là không cần thiết, là bao nhiêu triệu cũng không lấy. Mới hôm qua kia có ông nó tình cờ ông đi trong cái nhóm 5-6 người á, mà ông cư sĩ mà ông mang theo sao chuỗi á trong tay ông á mà đi thăm tôi mà mang sao chuỗi đó làm gì? Thành ra tôi nói, ủa huynh đệ này đi đi đường đi chơi vậy, đi thăm vậy, đi đường vậy, đi tham quan vậy đây mà cũng mang chuỗi, cái này là của ông đạo sước ông làm. Bây giờ huynh dục cái đó đi mà huynh biết niệm Phật là cũng thành công tốt lắm. Chứ nghe lời đạo sước, chứ Phật Thích Ca đâu có biết chuỗi này. Cái rồi nghe nói tới chừng này khi mà về nhau á, 5-6 huynh đệ tới gặp tôi về nhau bình luận, nghe là không vui bất bình. Tôi bất bình tôi đâu có, nó có quan tâm chuyện đó. Tôi nói giùm vậy, chịu thôi vậy. Cho nên tôi nói thẳng với các Phật tử gần xa, tu hành là các vị để cái tâm mà kêu bằng thiền định, tư duy quán chiếu nó tốt hơn là cái mà kêu tên Phật A Di Đà đấy. Kêu tên Phật A Di Đà không có, đó là người ta đặt ra mà.
Chứ bà chị để ý là yêu cầu Phật dạy tư duy và chánh thọ là hai cái môn thiền định và tam muội. Cái này là có sử sách chép đàng hoàng. Tôi còn là bực bội cái tụng kinh mà gõ mõ đó, tôi moi ra được rồi. Mấy mươi năm tìm kiếm mà bây giờ thì mới có điều kiện tìm kiếm kỹ. Mõ mà tụng kinh mà đánh mõ là một cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Vậy mà thời gian dài đó, Việt Nam mình cũng không có tổ nào để nhắc nhở giùm. Tôi nói về đừng có nói gì nhiều trong nhà mua cuốn sách của cái bà Cẩm Vân với bà Diệu Thảo ở Sài Gòn để dạy nấu ăn đó. Mà các vị mua cuốn sách về các vị nằm võng hay là các vị ngồi các vị đọc cái cách mà dạy nấu ăn đó. Ngồi mà đọc hoặc nằm mà đọc hoặc nằm giống mà đọc rồi các vị mới nhớ được rồi mới đem ra rồi mới thực tập mới nấu ăn rồi vì mới có đồ ăn ngon mà ăn. Chắc các vị mua sách ra đem về rồi đem mở ra rồi bây giờ không làm mở đi bây giờ thử vừa 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 ngồi đọc sách mà vừa gõ vậy đó, gõ cứ vậy nè, rồi mua nè, mua bao nhiêu rau bao nhiêu thịt bao nhiêu tép bao nhiêu trứng thì bao nhiêu đồ ăn bao nhiêu dầu mỡ gì đó rồi vừa đọc mà gõ kiểu vậy nè, thế cho cái mỡ đó ha, coi coi các vị có làm được đồ ăn không. Tao gọi là văn tư tu, nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới đem ứng dụng thì mới là hiểu được. Thì dạy cách nấu ăn mà đem là gõ đập 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 vậy đó. Thì làm sao mà nhớ bằng cá làm sao, sắc thịt làm sao, bằng rồi bỏ vô cối xay tôm làm sao, rồi lúc nào là trứng vịt rồi đập ra rồi quậy kiểu nào gì đó mà đánh đánh cọc 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 theo vậy là sao thuộc được. Cho nên tôi là thầy chùa thiệt đó nha, thầy chùa trong cái phe gõ mõ là tôi đây nè, tụng tán gì cái phe đó tôi thuộc hết trơn đây nè. Nhưng mà qua hơn 60 năm nghiên cứu học đạo hành đạo, thấy cái điều đó cần nhắc nhở cho những người đệ tử Phật thiệt, muốn muốn có giác ngộ, muốn có giải thoát, muốn có an lạc, phải bỏ cái đó đi. Kinh thì để xem, ngồi xem cũng được, cũng tốt. Mà nếu mà mỏi mệt nằm võng xem cũng tốt, nó ngồi ghế xích đu ghế bố cũng tốt, thậm chí nằm trên giường ngủ coi một hồi rồi quăng qua bên đó ngủ cũng tốt. Mà còn đem cái mỏ với cái chuông đúc nhiều tiền, mỏ nhiều tiền mỏ chánh gốc cây mít mà đem ra tụng là cái đó là tội nghiệp quá. Tội nghiệp không hiểu mình làm cái đó để làm gì. Tôi nhớ hồi đó tôi đọc sách của Đạo Chúa, ông Duy Chú cũng nói câu mà tôi phục vô cùng, mà tôi thích thú, vừa cười vừa thích thú vừa phục. Cái đó mà ngoại đạo nó khác với Đạo Chúa, nó bắt ông Chúa nó quýnh quấn ông ở phía trên mặt một cái trời giáng bên tay bên bên phía bên tay mặt, rồi cái ông đưa cái phía cái mặt bên tay trái cho nó quấn nữa, rồi cái ông nói lại Chúa tha tội cho chúng nó vì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Cái câu đó tụi nó quánh mình mà ông nói rằng là tụi nó không biết, chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Bởi vì một người thiện mà nó không chịu nghe, một người lành mà dạy những điều lành, những điều thiện, những điều
lương tâm lương tri nhân đạo theo đạo Chúa mà, nó chịu nghe, nó quấn động, thậm chí là nó đem lên đóng đinh trên cây thánh giá đấy, cũng là cái thứ đối lập đó, nó ưa cái đạo đức. Thành ra ông Giê-xu lúc nó có cự, có chữ lậu như đó nữa, mình cũng lỗ thôi. Mình đã yếu thế rồi mà. Thành ra thì cái câu đó làm cho tôi thích thú vô cùng. Mà tôi ứng dụng trong đạo Phật thì cũng được nhiều chuyện nữa. Thí dụ như tôi thấy người ta muốn bỏ vậy, tôi cũng nói lại Chúa tha tội cho chúng nó, vì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Rồi lại nữa, đem kinh ra gọi là kinh Vạn Phật đó, dựa vào đâu mà biết một vạn tên đó là một vạn Phật? Cái chuyện quan đường đó Phật Thích Ca không chịu nói kiểu đó đâu. Rồi mình đem kinh Vạn Phật ra cái mình lại một vạn Phật vậy đó, tu vậy không trúng, không có Phật nào mà hành hạ người ta vậy để làm gì hết trơn. Thành ra tu mà lại vạn Phật đó, tôi cũng nói là Chúa tha tội cho các người ấy, vì các người ấy không biết các người ấy đang làm gì. Còn có người lại bạn tôi đó đang học với tụi tôi vậy đó, mà ảnh về ảnh bị gì thí chủ, có những người thí chủ người ta có tiền mà người ta đâu có hiểu đạo Phật, mà ta thấy cái ông nào mà lại nhiều đó, người ta nói ông đó tu dữ, thành ra ta cúng tiền cho mình đi học cũng đỡ dữ lắm. Mỗi lần bãi trường người về nghỉ được tháng gì đó, cái anh về anh lại anh tới anh khoe, nó tôi về kỳ này bãi trường kỳ này tôi về tôi lại bộ Pháp Hoa. Hỏi anh lại sao? Anh nói anh đọc lần 10 chữ cái bộ kinh vậy đó, đem ra anh đọc một câu 10 chữ cái anh lại 10 lại. Lại mười lại xong rồi cái anh đọc thêm 10 chữ nữa cái anh lại 10 lại nữa, cứ làm vậy mà hết bộ Pháp Hoa. Ở cái bàn thí chủ kia mà cúng bộ mà cũng khá, bà gọi là tu nhiều. Chứ kỳ thật là Phật Thích Ca đâu có biểu làm kỳ vậy, ta nói kinh nhầm dạy nó nghe, nào ngờ nó lại nó tụng bắt ta ngồi nghe. Tuổi già 80 ngồi gì nổi, lịch sự ngồi trân sụm bánh chè. Cái đó tôi viết bài thơ đó để nhắc nhở nó có vẻ cái là có vẻ là cực đoan, nghĩa là đánh đổ cách mạnh mẽ. Cái bài thơ đó là nhằm ý muốn nói rằng là kinh là để xem để hiểu để nhận thức Phật dạy cái gì. Người xưa người ta gọi là tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tạo chúc cầu minh, đọc thơ cầu lý, đọc sách là để tìm coi có hiện thánh ta dạy mình cái gì, thắp đuốc là để mình nhà tìm để nương ánh sáng để mình đi đường, chứ thắp đuốc mà thắp đuốc thôi vậy đâu có phải vậy. Thắp đuốc là để đi đường, để rọi sáng. Còn đọc sách là để tìm cái lý nghĩa thì hiện thánh dạy cái gì, còn đọc kinh là coi coi Phật dạy cái gì. Cho nên ra mà tụng mình đánh mỏ như vậy thì lại Phật tha tội cho chúng nó, vì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Tôi nói này là tôi biết rồi, là nhiều người không ưa dữ lắm, người ta cô lập tôi dữ lắm, người ta nói tôi là du côn nữa cả. Có tôi nghe hết à, vì không phải nói vậy mà tôi là thối chí đâu, tôi nói cái lẽ thật mà. Mua sách Tử Công Gia Chánh đi, về là mua cái chuông cái mỏ thì tụng đi coi có món đồ ăn nào không, còn không thì là lấy cái cây hay là cái lon gì đó gõ vừa tụng thử coi có thuộc cái gì để nấu ăn không. So với cái người mà cầm cái cuốn nằm võng mà đọc,
đọc rồi để hiểu từng món, rồi bữa nay mua trứng gà, trứng vịt sao, rồi mua thịt ba rọi về làm gì, rồi mua tôm về, rồi lọc ra, rồi bỏ vô cối xay, rồi giò viên lại, hay là nhét vô hầm hủ qua gì đó. Người ta đọc rồi ta hiểu rồi ta làm chứ, lấy một cái vật gì đó rồi gõ, ke ke cốc 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 vậy là sao thuộc. Nãy giờ nói nhiều quá, nói tình hình nhắc nhở con. Nhắc nhở cho chúng, cho con một số ta ghét dữ tận chứ. Nhưng mà người ta ghét vậy chứ nhiều khi lúc nào đó người ta nghiệm lại, người ta hiểu được, người ta cũng cảm ơn, cũng có. Có, cũng có những cái số Phật tử rồi đó, tôi nói nghe ban đầu nghe chịu không nổi. Nghe người ta gọi là sốc đó. Sốc rồi chịu không nổi, bực cái mình. Nhưng mà tức cái mình, rồi nghe thêm nữa. Nghe thêm nữa rồi có người nghe cái tự nó thấm. Thấm người ta thấy tới cái ông này nói nghe, người ta nói vô côn chứ mà rõ ràng là ông này nói thực tiễn ấy. Là có thể nói là chính xác ấy, chứ không phải là nói cách là nửa giờ đâu. Người ta có thể thí nghiệm được mà, những điều tôi nói có thể thí nghiệm được mà. Thôi cái đó là nhắc nhở ngoài lề đó, nghe không nghe bỏ không sao hết. Bây giờ tôi bắt đầu tôi giảng cái bài đây nè. Vô đề để nói cái bài kêu bằng địa chấn cuồng ba, tức là động đất và sóc thần ở bên Nhật. Nãy giờ nói hết gần nửa tiếng đồng hồ, nhắc nhở chuyện ngoài lề không. Nhưng mà nhắc nhở chuyện ngoài lề mà nếu mà nghe mà tiếp thu được thì nó lại là nó không phải là đòi cái thứ kinh nào đem ra tụng mới được, không cần. Nghe cái lẽ phải, nhận thức cái lẽ phải tức là trúng kinh Phật rồi đấy. Thôi thì bây giờ xin đi vào, đi thẳng vào cái đề mà ta nghiên cứu hôm nay. Đây là câu đối. Cái đề tài hôm nay là kỳ đó tôi nghe động đất bên Nhật, tôi đặt ra cái câu đối chơi mà. Cái câu đối tự nhắc nhở mình và người nhân nghe tin động đất sóng thần và hư hỏng cả nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011. Nghe đó, nghe cái trận động đất đó, tôi làm câu đối nó như thế này. Nhân chủng vô thường, cá cá mê hồn, vọng ý cuồng, tham hoài ngọc thố. Đó là cái câu đối thứ nhất. Câu thứ nhất, câu thứ hai. Địa cầu nguy thúy, nhân nhân bất cố, không tâm quan lạc bả kim ô. Thì cái này là chơi theo cái kiểu của người xưa, người ta gọi là du thú điền duyên. Mấy người lớn tuổi rồi, vì già rồi thì du thú điền duyên này gặp lúc nào làm câu đối làm đối, lúc nào hứng thì làm thơ. Rồi lúc nào thích đờn thì đờn, tức là cầm kỳ thi quả của những người vu thú điền duyên tuổi già không còn làm gì được nữa đó. Thì cái này là câu đối, này là cũng là một cái thứ chơi của những người vu thú điền duyên. Tôi giờ tôi ở trên chỗ cái đồi này đó, thì nó thuộc về lâm viên, vui thú lâm viên rừng,
Rừng thông, năm nay rừng thông chỗ tôi ở giờ thông lớn, tốt lắm, sạch sẽ. Người cái tuổi lớn rồi thì không làm thơ thì làm câu đối, không làm câu đối thì cũng có thể khải đàn. Tôi nói khải đàn cái có người nói ủa ông này cũng gọi là tu 60 năm 70 năm gì mà cũng khải đàn nữa sao? Không có sao hết, khải đàn không sao hết. Các vị muốn nghe đàn tôi đàn cho, mà tôi thấy cái đàn ra đó rồi tôi nói cho các vị 1 ngày 2 ngày cũng được, về cái công dụng, về cái tính chất của cây đàn đối với đạo Phật. Nói cả 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 ngày này qua qua bữa khác, qua ngày kia cũng còn đề tài để nói. Do vậy mà tôi đã nói nhắc nhở các vị từ lâu rồi đó. Tất cả các pháp nhìn đâu các vị cũng thấy là chánh pháp được hết. Chứ không phải là chỉ có nhìn Phật như ông Tam Tạng đi thỉnh kinh ấy, gặp chùa Phật ngồi ố có hàng hàng cái lại lại ông này lại ông khác ở trên nó trừng trừng nhướng nhướng nó nói được rồi cái miếng mồi này nó nạp tới tới miệng ta đó sắp bắt ra ăn thịt đó. Cho nên là đừng có lại lại ngu vậy ma quỷ nên lại nó được cái gì trong cái các cái tượng ở trong chùa đó không 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 có Phật trong đâu, ma quỷ không đó. Ngô Thừa Ân ta giết tôi nhắc nhở mình cái đó đó, Phật là phải bằng con người mới được chứ, chứ không phải con người mà mình làm sao là Phật được. Còn tháp là cái gì? Tháp là cái pháp hữu vi, tháp là thuộc gì? Vật chất, bằng đá bằng cát bằng xi măng mà làm tháp rảnh rồi để thờ cái gì ở trển, rồi đi thỉnh kinh rồi đi thỉnh kinh gần ghé đó công quả để quét để lại để mà lấy phước, phước ở đâu? Trong cái quét tháp á. Tháp là cái gì mà đi quét lại vậy để lấy phước là sao? Cho nên là tu tầm bậy tầm bạ vậy, Ngô Thừa Ân là giết để mà miệt thị ba cái ông đạo sĩ tu tầm bậy tầm bạ. Cho nên là ông Tam Tạng ông Huyền Trang gọi là Tam Tạng đó ha, ông muốn lại ông cúng dịu lại chứ tôn giả đâu có thèm làm. Mà ông lại tầm bậy tầm bạ rồi ma quỷ bắt ông tôn hình giả đi kiếp ông muốn chết luôn á, đi tìm ông bao nhiêu trận đó ma quỷ đã bắt ông. Để ta nói lên rằng tu mà tu tầm bậy thì dầu là hòa thượng đi nữa, dầu là đường ngự đệ đi nữa, dầu là tam tạng đi thỉnh kinh mang tam tạng cái trong người đi nữa cũng làm bậy, là bậy cũng ngu là ngu á. Ngô Thừa Ân viết đó hay dữ lắm, chứ người ta viết cái đó ta đâu có khen Phật giáo đâu, ta miệt thị cái lối mà mình tu ngu á chứ, tu dại tu khờ khảo quan đường mê tín dị đoan đấy chứ. Cũng như là đời bây giờ có Kim Dung á, Kim Dung ảnh viết cái bộ mà nhiều bộ nhưng mà trong đó có cái bộ mà Thiên Long Bát Bộ đó ảnh cũng viết hay dữ lắm á. Ông ảnh cũng viết lên cái núi Di Đà, núi Di Đà tức là ta muốn nói cái pháp môn Tịnh Độ đó. Thì trong cái núi Di Đà đó có hai phái, nó chia là phái phái phía đông phái phía tây, phái Tịnh Độ là 5 năm nó quýnh lộn một lần cũng phái Di Đà nhau tu trong núi Di Đà đó mà 5 năm quýnh lần phe nào thắng thì là thống trị cái quyền hạn là 5 năm, rồi 5 năm mới đấu lại lần nữa rồi quýnh nhau chết tùm lum. Mà đó là đời nay đó, Kim Dung đó phản đối đạo Phật tu bậy bạ đó mà tôi giết vậy rồi mình đâu có làm gì ta được. Một bên thì trồng thuốc buôn bán ăn, còn bên là hái thuốc trong cái núi Di Đà đó để nấu thuốc độc, đó là Kim Dung viết đó.
Còn Kim Dung viết ở trong cái chùa Thiếu Lâm đó, ôi một ổ di trùng ở trong đó, tía của Kiều Kiều Phong, tía Kiều Phong cũng lõm vô đó tu trong đó để ăn cắp, để học lớp cái võ công của cái của phe Thiếu Lâm. Rồi tía của cái anh mà kêu bằng Mộ Dung Phục, cái ông Mộ Dung Bác đó cũng là cái tay võ công, cũng lõm vô đó, gia đò thầy chùa vô đó tu. Chú cha ơi, tới chừng mà tàn hại nhau tan nát ra, nó loài cái ông Mộ Dung Phục, cái loài tía của Mộ Dung Phục là Mộ Dung Bác ở trong đó, tía của Kiều Phong là hai cái tay đối thủ cũng ở trong đó. Rồi mấy ông thầy chùa đó đẻ ra, có ông thầy chùa đẻ đứa con Hư Trúc. Hư Trúc cái lần đó cũng giỏi dữ. Sau đó cái ông nó hiền, Hư Trúc nó hiền, rồi nó lấy được công chúa. Đó là ta viết như vậy để ta nói lên là cái tu hành của mình đó phải có chừng, chứ không là mình vô chùa mình lại mình tụng mình bỏ ra bằng ngàn ngàn tỷ vậy, rồi mình tưởng đâu là mình tu mình bỏ tiền vô vậy, mình làm chùa vậy, mình đúc tượng vậy là có phước, là coi chừng đó nha, không có chút phước nào hết á. Người ta báo cho biết là hãy coi chừng cái đó, mà cái đó là sự thật. Ngô Thừa Ân viết hay quá, nhưng mà đời nay đời bây giờ thì cái tay Kim Dung thì viết cũng quá hay, ta báo động cho những người tu hành coi chừng. Vậy mà những người người Phật tử của chúng ta đọc cái đó không biết gì hết sao. Cho tới bây giờ đây nè, cái chùa Thiếu Lâm đó là ta còn đi diễn võ thế giới đó, đi diễn võ, đi đấu võ thuật để trình diễn trên thế giới để lấy tiền đó. Mà tôi hỏi các vị chứ tu hành mà học võ không như vậy thì sao gọi là đạo Phật được? Vậy mà các vị thấy các vị ở trong võ sư trong Thiếu Lâm mà đi đi biểu diễn trên thế giới vậy là cũng phục lăng chiêng à, nó u đạo Phật mình hay quá, nhưng nhà sư giờ giỏi dữ à, tiến sĩ trên tiến sĩ à, đã giỏi chữ nghĩa rồi mình lại còn giỏi võ công như thế là quá đạo Phật mình quá hay à. Nói cái đó là tự tự mình biết thì đạo Phật mình không biết. Cho nên lần lần rồi tôi sẽ chỉ cho các vị ai là người làm hư đạo Phật. Những người cúng cúng tiền ngàn ngàn tỷ mà những người đó là những người làm hư đạo Phật đấy. Hàng triệu triệu tỷ nữa lấy cả đất nước và cúng cho Phật đi nữa là những người làm hư đạo Phật. Lương Võ Đế là những người làm hư đạo Phật. Lương Võ Đế mà cái ông mà chống Tổ Đạt Ma đấy, ông lập chùa Minh Mông, chùa ông là bao nhiêu dặm á, một ngôi chùa là nhà ngang dãy dọc cung đình Minh Mông trời đất. Đem ra khoe khoang hỏi Lương Võ Đế, chứ tôi lập chùa vậy đó, tôi nuôi tăng vậy đó, bao nhiêu vạn người vậy đó, mấy vạn người vậy đó. Và Lương Võ Đế là 4 lần làm thầy chùa. 4 lần đi đi vô chùa ở để làm thầy chùa, để làm công quả, để lấy phước. Đem vô chùa ở để đi vô cỏ, làm thầy chùa để làm phước, để hồi hướng công đức cho mình được khỏe, được mạnh, được bình yên, được hạnh phúc. Cầu gì được nấy. Mỗi lần chuộc ông về là phải tốn 1 triệu đô, xin lỗi, triệu 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 quan tiền hồi xưa, mà 4 lần phải chuộc tiền hết ông mới về, còn không ông đã tu à. Cái lần chót ông đem ông nguyện ông đem hết cái đất nước, bởi vì đất nước là của ông là vua mà, nguyện đem hết đất nước này dâng cho Phật để cầu nguyện cho quốc thế dân an. Thì cái lần thứ tư đó lại tốn tiền nhiều hơn hết, ông mới chịu về.
Nhưng mà cuối cùng là các vị có biết Lương Do Đế chết bằng gì không? Không có cầu nguyện được chút xíu gì hết. Nhờ cái ông Chí Công Hòa Thượng viết cái Lương Hoàng Sáp để cầu nguyện cho vợ, cho bà hoàng hậu, vợ ông chết. Mấy ông thầy chùa bài đặt nói cầu lên được sanh lên cõi trời. Thì kỳ thật có sanh cõi trời gì? Ai mà biết cõi trời ở đâu? Và phần trời đó là trời gì mới được chứ? Rồi lên Do Đế là chỉ ba thấy vợ mình sinh ra cõi trời vậy đó, được khoái vậy đó. Chứ có biết trời là ở đâu đâu. Rồi đem qua hết rồi cả đất nước vậy đó, cúng dường cho chùa để cầu nguyện quốc thái dân an. Cuối cùng lên Do Đế bị hầu cảnh bắt giam ở trong cái chỗ giống như nhà ngục và lao vậy, chứ cuối cùng Lương Do Đế chết ở trong nhà tù, chứ không phải là cầu nguyện được cái gì đâu nha. Bốn lần là thầy chùa đó mà lấy tài sản của đất nước cũng coi như tốn 1/3 tài sản của đất nước, dân chúng không chịu, bất bình bất mãn, cuối cùng sau đó Lương Do Đế chết trong tù đó. Tôi không có nói hết được đâu, tôi còn nói nữa, nói dài dài. Cho nên là đừng có tin là đem tiền mà cúng Phật mà được cái gì. Đức Phật Thích Ca dạy mình sửa thân, sửa miệng, sửa ý, mình tu tập để mình có an lạc cái hiện đời đây nè. Phải do mình làm thôi. Chứ mà bỏ tiền ra gian sinh cầu nguyện nó không có được đâu. Tôi nói như vậy là các vị đại gia mà lỡ cúng 20-30 ngàn tỷ này kia đó, rồi nghe tôi là ghét tôi, buồn tôi đó. Chứ rồi tôi nói thiệt đấy, các vị có đem cúng cho tôi đi nữa tôi cũng không lấy đâu, không nhận. Mà có người đòi cúng cho tôi là cả mấy chục mẫu đất này kia nọ để tôi làm chùa, tôi nói không lấy là không lấy. Cúng cho tôi bao nhiêu trăm triệu vậy đó, không tới ngàn tỷ như mấy bạn tôi đâu. Bạn tôi nó quyên sao mà nó cất 40-50 cái chùa, nó giỏi quá. Tôi thì cũng đòi cho cất 1-2 cái chùa được đấy, nhưng mà không lấy là không lấy, không làm là không làm. Chùa thì bá tánh e cất thì cái tấm lòng của ta. Còn mình đứng ra làm chùa để thờ Phật, tôi biết là trong đó Phật đâu mà thờ. Phật Thích Ca chẳng lẽ ngu hơn tôi à? Chẳng lẽ khờ khạo hơn tôi, không có trí huệ à? Phật Thích Ca không có làm cái tượng ông nào để thờ hết trơn. Phật Thích Ca đi tu cũng chẳng có lại cái tên nào hết trơn. Rồi mình bây giờ đây là mình làm mình tượng, làm có đủ thứ để mình lại là mình cầu nguyện. Vậy là Phật Thích Ca quê dốt hơn mình, ngu hơn mình hay sao? Phật Thích Ca không biết làm tượng để cho người ta thờ, người ta lại để lấy phước ha. Cho nên là ba cái thứ tượng đó là cái đồ vật chất hữu vi, cả cái tháp cũng vậy. Tháp mà làm cái 5-3 tỷ, 1-2 tỷ gì đó để chôn tháp, nó làm gì? Làm nó để cho tâm trạng quyền trang đi lại vậy đó, rồi ma quỷ nó ngồi trên đó đó, nó ăn nó nhậu trên đó đó. Nó ăn cắp cái viên ngọc của nhà vua, nó đem về đó. Nhà vua mới là ra lệnh nó bắt hết trơn thầy chùa, nghi cho thầy chùa ăn cắp ngọc. Cuối cùng tôi giả phát hiện ra cái tháp đó, cái hai con quỷ nó ăn cắp ngọc. Té ra để làm tháp để cho ma quỷ ở, yêu tinh ở. Nhưng mà đó là Ngô Thời Ân thì viết vậy để ta nhắc nhở hàng tăng ni, người tu sĩ, chứ còn thật sự là tin không có đâu. Ta viết chuyện quan đường cũng như là nói chuyện Đức Phật, tiền thân của Phật Di Đà, hai ba ông kiểu này kiểu nọ, ta cũng viết chuyện quan đường đâu có làm sao, muốn viết gì viết đó mà. Chứ dựa vào đâu mà biết phía Tây có một thế giới Phật Di Đà bất di bất dịch, không có cái đó được. Vũ trụ là của chung của vũ trụ, nó vậy đó, không có ai chiếm cứ được hết trơn á. Cho nên Phật Thích Ca là không nói những cái chuyện qua đường vậy rồi.
cái nước gì mà sướng dữ vậy? Ai lại đó là bình yên vô sự, vĩnh viễn bình an? Không có. Mà nếu mà vui mà vui không, mà không có khổ thì sao gọi là vui được? Người ta biết cực lạc, ta biết rất vui là tại vì có rất cái rất khổ. Ta biết ta có ăn, bị ăn những thứ không ngon, thứ độc địa, thì người ta ăn cái thứ ngon bổ dưỡng người ta mới biết đây là đồ bổ, đây là đồ ngon. Chứ không có ăn cái độc địa làm sao biết cái đó là bổ? Không có ăn cái dở làm sao biết cái đó là ngon? Cái nước mà cực lạc hoàn toàn thì làm sao gọi là cực lạc được nữa? Không có khổ làm sao biết vui? Cho nên là cái lý luận nó sai bét. Nếu không có ban ngày thì làm sao người ta gọi là ban đêm? Ta biết được là đêm là cái gì? Nếu không có ban đêm thì ta làm sao ta biết được ngày là cái gì? Nếu không có khổ mà làm sao biết gọi là sướng? Cho nên cái lý luận là của các cái thứ kinh mà viết về Phật Di Đà đó, lý luận sai bét. Nhưng mà tại vì con người dễ tin lắm. Cái người mà không có thiền định, ít có tư duy đó, người đó là dễ tin lắm. Chứ những người trí người ta đâu có tin. Những người có trí, ta tư duy nhiều, ta có cái tư tưởng khoa học, có tư tưởng thực tiễn, người ta đâu có dễ tin. Tại nên tôi nói như thế này là lộ lã cho tôi dữ lắm. Người ta nói tôi là không 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 tin trời Phật, chứ đâu có phải. Tin chứ, nhưng mà là phải Phật thế nào mới tin chứ, còn đâu phải là cái chữ Phật 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 là tin đâu. Cái chữ trời 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 là tin không được. Lương Võ Đế tin là vợ mình thành trời, trời là ai? Ông thấy vợ ông trong chiếc bao, chiếc bao thì thấy tà bậy tà bạ không à. Người nào mà tu theo Phật mà còn dựa vào chiếc bao mà tin đó là người đó không có cách gì mà biết được Phật là ai hết. Lương Võ Đế thấy vợ mình do mấy ông thầy tụng kinh cái vợ mình thành Phật thành trời. Rồi nghe lời vợ mình nói gì đó trong chuyện bao không biết, cuối cùng bị hầu cảnh bắt bỏ tù đó. Rồi 4 lần mình đi làm hòa thượng, mình nguyện với Phật, mình dâng hết đất nước mình cúng cho Phật đó để cầu quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, mà bản thân mình bị hầu cảnh bắt bỏ tù đây thì còn ai được an lạc nữa. Và sau đó là Lương Võ Đế đâu còn ở ngôi địa vị gì nữa đâu. Rồi đất nước về tay người khác có quốc thái dân an, phong điều gió thuận gì đâu. Mai mốt là tôi còn nói lần nữa, tôi chỉ những cái ông mà cầu phong điều gió thuận nó cũng nói láo, nói dốc, nói khoác, không có được cái gì hết á. Ở trong mật tôn có nhiều cái ông cầu phong điều gió thuận, mà trong đó là có đường 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 Minh Hoàng ấy, là có thờ nhờ một nhóm của các ông mật tôn cầu phong điều gió thuận, nên đâu có ít bữa cũng bị mất ngôi mất chức hết trọi. Rồi An Lộc Sơn ấy cũng quýnh trong đường Minh Hoàng chạy sắc bắt sang ban. Cho nên là lần lần là tôi sẽ nhắc hết, tôi chỉ ra để cho ai mà người có cái ý tưởng là khách quan, nhận thức khách quan để thấy được cái nào sai lầm để mà lựa mà bỏ. Lựa bỏ để các vị có an lạc vậy thôi, chứ còn tôi cũng chẳng có nhờ cậy, không hy vọng nhờ cậy các vị cái gì đâu. Nhưng mà bổn phận làm thầy chùa đệ tử Phật, mình có học Phật thì mình phải nói lại cho những người Phật tử tại gia nghe, để cùng có cái sự an vui nhờ Đức Phật, nhờ giáo lý có an lạc. Đó là cái lập trường, cái lý tưởng gọi là truyền bá chánh pháp, lợi lạc quần sanh, báo Phật ân đức. Thì tôi nói vậy đó, thì các vị nghe, nghe không nghe thôi không sao hết á.
Bây giờ nói tới cái bài câu đối đây: nhân chủng vô thường, cá cá mê hồn, vọng ý cuồng tham hoài ngọc thố, địa cầu nguy thí nhân nhân bất cố, không tâm quan lạc bảo kim ô. Dịch nghĩa: động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Động đất sóng thần ở Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Dịch nghĩa rằng kiếp người ngắn ngủi mong manh, dương gian ít kẻ để lòng nghĩ suy, mê hồn trong trận mộng du, những mong ôm trọn cả bầu thái hư. Địa cầu như chiếc thuyền chành, giữa cơn bão biển ai đành làm ngơ, vô tâm lãnh đạm óc mờ, cười mây cợt gió ôm vành trăng khuya. Vì cái này là nhắc nhở, dựa vào kinh điển mà nhắc nhở với nhau. Cái này là như tôi đã nói trong cái tập sách đấy mà, tự nhắc nhở mình và người nhân nghe cái tin mà động đất và sóng thần ở ở bên Nhật. Phật dạy rằng là người đệ tử Phật nó thường, mà nhất là dạy trực tiếp cho các thầy tỳ kheo, các người tu á, các người xuất gia đấy, phải luôn luôn là nghĩ đến vô thường. Luôn luôn nghĩ có nghĩa là ngày nghĩ, đêm nghĩ, và trong đời sống mình là phải nghĩ đến sự vô thường. Rồi nếu mình quên vô thường á thì mình không nhớ vô thường á thì là mình hứng chí bất tử. Rồi cái ý niệm mà tiền tài, tài sắc, danh thực, thùy công, danh tài lợi, danh vọng địa vị đó, nó quyến rũ mình dữ lắm nếu mình quên cái vô thường, cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ không, mà mình quên nó là nó lôi cuốn mình vào trong tài sắc danh thực thùy. Cho nên nghe cái nhớ vô thường nó có lợi dữ lắm. Tuy nhiên là Phật tử tại tại gia đó thì nhớ vô thường nhưng mà cái mức độ nó khác, nó không có nâng cao như là lời Phật dạy cho các thầy tỳ kheo. Các thầy tỳ kheo là phải tương tục, phải nghĩ tới sự vô thường tương tục ngày đêm, trừ ra giấc ngủ mê say sưa thì thôi, chứ phải nhớ ngày đêm tương tục. Còn như Phật tử tại gia thì cũng nhớ, nhớ để chi? Để mình làm mà mình cũng nhớ rằng là làm vậy đó, để ăn, để mặc, để ở, để sống vậy đó. Nhưng mà nhớ cái luôn cái câu nữa đó: tài thuộc ngũ gia, phi ngã hữu, thân quy tứ đại, bổn lai vô, bổn lai không. Tiền tài sự nghiệp nó thuộc cái năm nhà. Đây là kinh điển, là đây đúc kết đó. Năm nhà đây là nhà gì? Một là sóng thần nó dập, nó cuốn đi, và là nước lục trôi đi. Hai là quả quạng trái tiêu, thì nước lục trôi đi là địa chấn cái sóng thần đó. Mà bên Mỹ mới đây nè, cái trận bão Sandy đây nè, bên Mỹ cũng tàn phá ghê gớm đó. Mấy cái tỉnh Duyên Hải đó, gần biển đó là bị sụp đổ ghê gớm. Ra đây tôi cũng thấy hình đó. Mà bên Mỹ nhà cửa là tương đối là có quy hoạch kỹ lưỡng chắc chắn đó, mà cũng bao nhiêu ngàn người phải di tản, không có chỗ ở đó, phải di tản rất là cực dọc đó.
rất là khó khăn, rất là đau khổ. Thế thì cuộc đời ở đâu nó cũng vậy à, vô thường là vậy đó. Để cho mình bớt, mình nhớ là nước, nước cuốn trôi đi là sóng thần đó, lũ đó, lũ quét đó. Ở Việt Nam mình cũng mới bị hôm nay, lũ quét cũng quét bao nhiêu nhà cửa, chết bao nhiêu người, cái trận bão số 8 đó, cách đây mấy tuần này. Thì lửa cháy, hỏa hoạn, cái nhà thứ hai là hỏa hoạn, nước trôi lửa cháy, thứ ba là con hư phá tan. Đất nước nào cũng vậy, có thứ con hư nó phá tan dữ lắm. Cha mẹ thì tiền của chất chứa vô cho nhiều cho giàu, để đó còn con nó đâu có cực khổ gì đâu, nó phá tan nó xài ghê gớm. Con hư phá tan. Rồi cái thứ ba nữa là có khi mình làm là do cái bất chấp đấy mà. Rồi mình tích lũy quá nhiều đi, rồi thành ra chính phủ xung công. Mà chính phủ họ lấy bớt. Cái vụ này tôi còn nói nữa đó. Nếu tôi chưa chết tôi còn nói nữa cho các vị biết đó. Ở Trung Quốc mà sách sử tôi gọi là 5 lần Đạo Phật bị phế bỏ đó. Là không có phải là vua nó ác không đâu, là do mấy ông thầy tu của mình giàu vô số kể mà. Còn mấy bà hoàng hậu, mấy ông vua mà mê mê tín đó, nó đem nó cúng hết tài sản của quốc gia, mà 1/3, 1/2 tài sản vậy đó. Mà quyền hạn của mấy ông thầy quá chừng quá đổi, cho nên là các cái tôn giáo khác đó, thí dụ như Nho giáo, như Lão giáo rồi ta ganh tị, ta ganh tị rồi thì ta xéo kẹo, rồi tâu ra tâu vô vậy. Cái ông vua nản chí, cái ông phế đạo Phật, mà nói phế đạo Phật chứ kỳ thật Phật đạo Phật mà làm sao phế được. Chẳng qua là tước bớt cái của cải mà anh đã tích lũy của bá tánh của nhân dân, để tôi đem ra làm cái tài sản cho quốc gia, chia bình quân lại cho nhiều người. Cho nên là cái từ phế Phật tôi nghiên cứu rồi, nó không phải là vua ác không đâu, do mình ác nữa, do hành tu sĩ mình ác. Rồi do cũng vua ngu, hoàng hậu ngu, tưởng đâu là bỏ ra tài sản chùa chiền nhiều vậy, đem ra làm chùa, làm tháp cúng, rồi chư tăng được nhiều vậy để mình giữ được đất nước bờ cõi. Ai về đâu đem cúng, rồi rốt cuộc rồi Phật đâu mà có ăn hối lộ mà để che chở chuyện kỳ cục vậy. Cho nên là vua bà hoàng hậu rồi bỏ tiền ra làm chùa, rồi sau đó cũng vua hoàng hậu khác bỏ là trức phế, quỷ bỏ đạo Phật. Thì cái đó là nói lỗi của vua quan không trúng, mà nói lỗi của thầy chùa không cũng không trúng, mà hai bên đều là có mê muội hết. Cho nên là những cái động mà ta bỏ ra hàng không biết bao nhiêu tỷ mà nói lập ra những cái chỗ mà thờ Phật ở bên Trung Quốc cho tới bây giờ còn đó mà. Ôi, do mấy ông vua mê muội, rồi cũng do mấy thầy của mình cũng mê muội, mê cái vật chất hữu vi, tạc tượng là cái gì mà hàng chục vạn tượng để làm cái gì? Phật làm gì có trong cái đá, tượng đá đó. Ấy thế vậy mà nhà sư mình bằng lòng làm đó chứ. Cho nên là nó tốn của cải của bá tánh của nhân dân quá, rồi người ta là hạn chế, là ngăn bớt, rồi mình gọi là phá Phật chứ kỳ thật không có phá, không có phá được Phật. Thành ra cái bài này là kiếp người ngắn ngủi mong manh để nói là sự vô thường cái nè. Có khi mình tính mình tích lũy tài sản, mình sống 70, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi hơn nữa, rồi là tài sản để cho con cháu, nhưng mà đâu có được. Mình tính mình 80 tuổi mà có khi còn không được, có 50 chết cũng có. Thì vua Trần Nhân Tôn của mình đó, gọi là Phá Thiền Tôn Trúc Lâm của mình nè, làm dữ vậy chứ có 50 tuổi chết chứ nhiêu. Đó là vua Việt Nam đó, mình biết còn có nhiều vua cũng vậy, có
không có thọ gì hết trơn, tính tính sống lâu mà không có được. Cho nên phải nghĩ đến sự vô thường, kiếp người ngắn ngủi mong manh. Tôi ở đó tôi cũng tính hết sức là tôi dằn lòng mình đó, tôi trông chờ cho tới là tới cái năm mà 61 tuổi. Tại sao tôi nói tôi chờ tới năm 61 tuổi, chừng đó mình bằng lòng mình chết mình cũng 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 hoan hỷ, là tại sao? Là tại vì mình nhớ cái bậc tục đế đó mà. Cái lịch của Trung Quốc hàm miễn mình sanh ra cái năm Giáp Tý thì đúng cái năm 61 tuổi rồi mình đáo lại cái năm Giáp Tý. Nếu mà mình là cái tuổi Mậu Thìn á thì năm 61 tuổi mình cũng đáo lại cái năm Mậu Thìn, có nghĩa là nó giáp một cái chu kỳ tôi gọi là lục thập qua giáp. Hồi đó tôi cũng trong tôi là tới cỡ vậy thì chết cũng được, nhưng mà thật sự là cái ý muốn của mình không có được. Có người muốn 80 100 tuổi cũng không được, ngược lại mình muốn 60 thôi 61 thôi cũng không được. Cho nên đã kéo cà lê tới hôm nay là 80 85 tuổi rưỡi rồi, rầu muốn chết rồi nè. Các vị đừng có tưởng là tôi ham, đừng tưởng đâu là tôi ham tôi sống đặng tôi nói cho nghe phát ghét, không phải đâu. Tôi dạy gì tôi nói cho các vị nghe phát ghét, tôi nói giùm nó nói cái lẽ thật của đạo Phật đó, chứ tôi đâu có cạnh tranh với huynh đệ tôi gì đâu, để tôi lập chùa gì, không có lập chùa. Mấy chục năm nay không lập chùa thì bây giờ càng không có cái vụ cạnh tranh để giành môn đạo để lập chùa. Mấy chục năm nay không đúc tượng thờ tượng, không lại tượng thì bây giờ càng không lại tượng. Mấy chục năm nay mà không thâu bổn đạo làm đệ tử ruột của mình để khỏi khai trừ thì bây giờ lại càng không có thâu đệ tử ruột để khai trừ gì hết. Cho nên là những cái điều mà tôi nói mà các vị nghe mà có bực bội là chẳng qua là tôi nói thiệt theo đạo Phật vậy thôi, còn các vị không chịu là cứ đừng nghe vậy thôi, chứ còn các vị mà giận tôi là các vị lỗ chứ không có được gì hết. Kiếp người ngắn ngủi mong manh, dương gian ít kẻ để lòng nghĩ suy. Làm tu sĩ mà còn ít kẻ nghĩ suy, đừng có nói tới dương gian, tới người thế gian. Cho nên là cái người mà đi theo con đường của đạo Phật là con người nó phải có cái căn lành, có cái hột giống, chứ không phải ai rủ cũng được đâu. Không phải mình rủ ai, mình kêu ai, mình động viên ai, mình mời ai cũng được, không có. Ta cũng có cái hột giống bên trong mới được. Chứ có người là đi tu thiệt rồi đó mà cũng không có nghĩ suy, cho nên còn ham vật chất dữ lắm, cạnh tranh chùa chiền, cạnh tranh làm Phật làm trời làm tháp làm miếu dữ lắm. Cho nên Ngô Thời An mà viết những cái tháp những cái chùa mênh mông rộng rãi tốt đẹp đó là cốt là để phê phán ba cái người tu bậy bạ giống đó chứ, người tu giống phê phán Huyền Trang Tam Tạng mà cũng Tam Tạng giống. Mê hồn trong trận mộng du, sống mà không có biết, nhất thiết hữu như pháp như mộng huyễn, màu ảnh như lọ như điện. Đó là cái câu nằm lòng của cái bộ kinh mà rất là sâu sắc. Vậy mà mình làm thiền sư, mình làm pháp sư, mình làm lãnh đạo mà mình còn mê thì mình biểu người ta đừng, mình biểu ai đừng mê. Mấy ông thầy chùa mà còn làm tháp cao rút trời để cho Huyền Trang mà đi lên trên đó mà quét trên đó để cho ma mắt như vậy thì thầy tu mà còn mê tháp thì biểu người ta thế gian đừng mê mồi sao cho được. Vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả, các thầy tu đã biết rành mà còn mê mồ mê mã mê tháp, còn mê cái thân mình thì biểu người thế gian người ta đừng mê sao cho được.
Cho nên Ngô Thừa Ân viết hay lắm, mà Kim Dung đời bây giờ viết cũng rất là hay. Mê Hồn trong trận Mộng Du. Ôi bây giờ tới mấy năm nay là cái tuổi lớn rồi, tôi nghiên cứu thêm đạo Phật kỹ mà. Quá mình tu sai lầm gì lắm. Ở trong Mộng Du không biết gì hết. Từ từ nói nữa. Còn nhiều lắm, bây giờ nhắc sơ sơ vậy, nhắc lần 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 mà. Những mong ôm trọn cả bầu Thái hư. Thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí tứ đại khổ không mà không ai thấy hết. Kể cả những người tu sĩ gọi là tu sĩ xuất gia mà còn không thấy thì biểu người cư sĩ sao thấy rõ cho được. Địa cầu như chiếc thuyền trần, qua địa cầu mình đâu có chắc gì đâu. Ở Việt Nam mình đây nè, hổm rài đây nè nha, ở cái tỉnh Quảng Quảng Nam đây nè, cái đập thủy điện cái bằng sông sông Tranh á, đất đất động nghĩa là một tháng động 2, 3, 4 lần gì đâu không nhớ kỹ, nhưng mà động đất rồi bây giờ phải mua máy địa chấn đem đặt thêm dài dài đó đó, để đo đó, trắc nghiệm đó, dân chúng sợ muốn chết là sợ. Nếu mà nó bể cái đập đó, đất nó động mà bể cái đập đó rồi là miền miền hạ du đó là có thể bị ngập lụt mênh mông, chưa biết là bao nhiêu người bị tai họa đó. Đây là nói cái chuyện của nhỏ nhỏ đây, Việt Nam đây là có động đất đây nè. Còn trên thế giới là như mình Nhật đó, nói nãy giờ đó, mình Nhật động đất đó, rồi rồi cách đây là mấy chục năm gì đó, vài chục năm gì đó, Đường Sơn Trung Quốc cũng động đất một lần chết dữ tợn đó. Còn cách đây bên Haiti cũng động đất ngay tàn sát cả thành phố đó. Còn như nước lũ, nước lụt thì là Việt Nam mình mới bị bão hôm đó, Trần Bảo Sandy đó, bên Mui Kỳ đó, bên Cuba cũng bị bão tố, gần như 1/3 nước bị tàn phế, về hư hư hao về hoa màu đó. Cho nên địa cầu như chiếc thuyền trần không có gì chắc hết trơn á. Mong manh lắm. Do vậy mà Phật thì nhắc nhở vô thường để cho mình bớt bớt đam mê, bớt đam mê để chi, để mình bớt tham vọng. Mà bớt tham vọng thì mình nhẹ đi một phần tham vọng là mình có được một phần an lạc. Nó giống như cái cân hai dĩa vậy đó. Hay mình nhẹ một phần tham vọng thì bỏ đi một phần tham vọng là mình có được một phần an lạc. Cho nên cái tu là để lấy cái an lạc đó, cái sung sướng đó. Ngay bây giờ để chúng ta bớt tham vọng, bớt dục vọng là có thêm một phần an lạc, có một phần hạnh phúc. Bớt một phần vô minh thì có một phần giác ngộ, có một phần giải thoát. Tu là vậy. Chứ mà tu mà để mà bình bình thường không được gì hết, để chờ ngày chết mới được vãng sanh cực lạc rồi đó, cái đó không phải. Chứ chờ ngày chết mới có niết bàn, cái đó là tu sai rồi. Cái này tôi nhắc hoài cái đó. Giữa cơn bão biển ai đành làm ngơ, vô tâm lãnh lãnh đạm, óc khờ óc mờ, cười mây cợt gió mà ôm dành tăng khuya. Nói cái này để nhắc nhở rằng là có những cái người lãnh đạo trên thế giới ít có để tâm về cái địa cầu như chiếc thuyền trần. Nó mong manh, nó mục mở vậy đó, mà cái lo về để củng cố làm thế nào cho nó bình yên, cho nó hạnh phúc, cho nó vững chắc cho kiếp con người là ít có để tâm cái đó. Mà người ta để tâm về cái cách làm sao đó để mình thôn tính cả thế giới. Hoặc là không thôn tính được cả thế giới thì mình cũng làm, mình dựng thêm đất, thêm biển, thêm vườn, thêm rừng, thêm người về phe của mình.
Do vậy mà như Việt Nam mình đó, đất nước thì không rộng lắm đó, vậy đó mà dữ cũng cực lắm mà. Gần đây là tôi quan tới vụ biển à, cũng coi chừng không khéo là tranh chấp biển đó nha. Rồi các cái nhà chính trị của Trung Quốc đang cũng là cạnh tranh lại với Nhật Bản đó về bãi biển nếu ngư Shukaku gì đó. Rồi Nhật Bản cũng cũng có tương quan tranh chấp giành với nước Nga về cái đảo gì đó. Rồi Nhật Bản cũng có tương quan với với Đài Loan về một với Hàn Quốc về một cái đảo nữa. Cho nên là nội cái mà giành đảo giành biển thôi á, lâu quá là không khéo là mình nổ bùng ra cái chiến tranh mà nó đi tới hỏa tiễn liên lục địa, nó bắn ầm bì nó tàn phá còn ghê gớm nữa. Cái này là không phải là do thiên tai mà do con người á. Rồi á, từ xưa nay là giành đất thôi, bây giờ giành nước nữa à, coi chừng giành tới nước á nha. Giành biển tức là giành nước rồi, mà lần lần lên tới giành nước uống nữa. Giành biển là giành nước, giành cá, giành dầu mỏ, còn lần lần giành tới nước uống nữa. Bởi vì các cái nước mà ở trên thượng lưu, thượng du ở đầu nguồn mà họ đắp đập, họ làm thủy điện riết à, mấy cái nước mà ở gần biển này là nó thiếu nước rồi, là nước mặn nó vô, ta lấy gì ta làm ruộng ta. Nước thượng nguồn mà không có xuống được thì nước biển nó tất lên, mà nước biển tất lên thì là tên nước mặn không lấy gì uống rồi lấy gì xài. Thì chừng đó biết đâu là dành tới nước uống mà không có lộn nữa đó, đánh giặc nữa đó. Cho nên là người ta lo về cái chuyện mà ôm ôm bầu trời, ôm cả cả vũ trụ mà người ta ít có lo cái nhân mạng chết chóc vô thường trước mắt. Mà ta lo ôm những cái lớn lao, ôm cả vũ trụ, ôm cả không gian thời gian, ôm cả đất đai, tôi thiệt rộng lớn. Cho nên cái đó cái là cũng một cái tai họa ghê gớm do con người làm ra sau này đó. Hiện giờ xung quanh Việt Nam đây là có cái hiện tượng là phải phải thương lượng dữ lắm mà, thương lượng khéo mới được, chứ không không được. Philippines cùng với Trung Quốc cũng có chớm có vấn đề, cũng tranh chấp về biển về nước. Việt Nam với Trung Quốc cũng có là nảy ra ý thức với nhau rồi, cũng về biển về nước. Rồi Trung Quốc lại với Nhật Bản cũng về biển về nước, rồi Nhật Bản lại với Hàn Quốc cũng về biển về nước về đất đai. Nhật Bản với Nga lung tung hết. Mà chiến tranh này, nếu mà chiến tranh xảy ra đó thì nó chia ra từng phe, mà từng phe mà giúp phe này giúp phe kia thì đổ đổ đống ra, đổ đùng ra, cái là thế giới nó thành cái chiến tranh gọi là chiến tranh thế giới, ai lường cái đó được. Bây giờ tôi đọc thử coi cái này nhắc nhở gì đây. Vô thường là nỗi khổ to lớn nhất, nỗi khổ căn bản của muôn loài vạn vật. Động đất sụp đổ, tàn phá, hủy diệt, chết chóc là biểu hiện sự vô thường sâu đậm nhất. Cụ thể là sự tàn phá khốc liệt, đau đớn cùng cực cho loài người. Động đất mà kèm theo sóng thần thì sự tàn phá, hủy diệt, chết chóc vốn đã khủng khiếp là càng khủng khiếp hơn. Như cái trận bên Nhật người ta nghe đó, cả thế giới đều rung động hết. Bởi vì ngoài cái động đất sụp đổ chết chóc, ngoài cái nước biển sóng thần làm cuốn nhà cửa sụp đổ ra, còn cái nhà máy điện tử, nhà máy điện hạt nhân, cái đó mà nếu mà nó hư thật sự á, là các nhà khoa học người ta gọi đó là cái chất phóng xạ đó, nó làm ô nhiễm, nghĩa là
có thể là gần như cả thế giới bị ô nhiễm ấy. Ảnh hưởng nặng, ảnh hưởng nhẹ chứ bị ô nhiễm cả thế giới, tác hại cho loài người ghê gớm. Cho nên lần đó là rung rinh cả thế giới, các nhà hiểu biết đều lo lắng ghê gớm, nhưng mà cũng may là còn còn cứu vãn được. Cũng như là Nga cách đây mấy chục năm đó cũng có nhà máy Chernobyl rồi đó, cũng hư đổ lần đó, cũng phóng xạ, bây giờ cũng còn ảnh hưởng. Chỗ ở đó phải bỏ một vùng đất rất rộng lớn, không ai dám ở, trồng trọt không được, không không làm gì được hết. Cho nên cái tình thế vô thường nó phổ biến, cái biểu hiện qua này là thiên tai này, động đất này, đó là chuyện bình thường. Nhưng nó lại là một sự kiện cực kỳ khủng khiếp, bất bình thường cho con người, cho vạn vật trong cuộc sống. Đạo Phật chỉ rõ ra rằng là thế gian là vô thường. Thế gian đây là chữ gian, là thế gian là chỉ cho tất cả mọi người ở dưới gầm trời, ở trên mặt đất này đều là vô thường hết, không có bền chắc, không trường tồn, không vĩnh cửu, không cố định gì hết. Thế gian là vô thường, quốc độ là tạm bợ mong manh, tứ đại là khổ là không. Tứ đại là cái thân con người, ngũ ấm cũng là thân con người, là vô ngã, sinh diệt biến dị, hư hụy vô chủ. Đây là cái câu của kinh kinh Bát Đại Nhân Giác. Cái câu đó nó lẽ ra đó là những đệ tử xuất gia như những bậc tu sĩ chúng tôi không bao giờ ai được lơi lỏng mà quên nó. Nhưng mà phần thật mà nói là chúng tôi những hàng tu sĩ cũng có nhiều lắm mà có khi người ta không nhớ câu nào, lâu lắm người ta không có đọc, người ta không cần nhớ. Thì làm sao mà đạo Phật của mình mà không bị lệch lạc được? Thế gian vô thường mà mình không nhớ, quốc độ quy thí không nhớ, tứ đại khổ không mà mình không nhớ, ngũ ấm vô ngã mà mình không nhớ, sanh diệt biến ngụy hư ngụy vô chủ, sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ mà mình không nhớ, thì làm sao mà nhắc nhở và dạy dỗ cái gì cho ai? Bản thân của mấy ông thầy là quá sự nghiệp quá nhiều, thì mình biểu người Phật tử tại gia người ta thiểu dục tri túc thì sao cho được. Do vậy mà cái đạo Phật của mình coi chừng đó, bốn lần phế Phật ở Trung Quốc là không phải là lỗi ở vua quan mà thôi, mà tại mình đã trọng á. Nếu mà vua quan họ cho tiền mình đừng có lấy, mình đừng có làm mênh mông chùa chiền mình giàu có, dinh thự nguy nga, điện đài là rộng lớn đẹp đẽ như vậy, thì vua nó lấy gì mà nó phế mình? Tại mình đi nguyên, mình đi tới, mình làm quá cung vàng điện ngọc, tài sản gần bằng như của nhà vua, thì làm sao mà các cái đạo khác ở trong triều đình nó không ganh tị? Người ta ganh tị rồi người ta tước đoạt cái của đó trở lại cho dân dân thôi, rồi mình nói người ta phế Phật chứ chưa chắc là người ta phế, là người ta xấu. Còn mình bị phế là cái người lương thiện không phải đâu. Tại mình đã trọng. Cho nên lần lần tôi nhắc nhở cái đó để cho hàng tân đi trẻ chúng ta nghiệm lại để mình lấy sự công bằng. Tôi nghiên cứu rồi thì chúng ta không phải tốt hết đâu. Đừng có đổ thừa cho vua phế Phật vậy là vua ác hay là quan họ đó họ xấu, không phải. Đương nhiên là có những ông quan người ta đạo Khổng, có những ông quan đạo Lão, có những ông quan đạo khác, người ta cũng ganh tị với cái giàu có, cái sang trọng, cái quyền lợi của đạo Phật,
Cho nên người ta đề xuất ra cái đó, điều đó có, cũng không không được nói người ta là người xấu. Mà thật sự mình là người xấu trước. Tại vì Đạo Phật là phải nói là khất sĩ mà. Cái chữ tỳ kheo mà ông nào tu hành cũng có cái thọ, cái chữ thọ giới là có cái thọ, cái giới đó, cái giới tỳ kheo. Mà tỳ kheo là khất sĩ. Mà khất sĩ sao lại anh đóng quyền hàng anh giàu dữ vậy? Cho nên sau này tôi nói các Phật tử nghe, tăng ni trẻ đấy, tất cả các cái ông mà gọi là quốc sư là không có hay ho gì đâu kìa. Đừng có ham nha. Anh làm khất sĩ, anh làm tỳ kheo, mà anh làm khất sĩ, mà anh làm quốc sư cái gì? Quốc sư thì anh làm sao anh khất sĩ được? Cho nên là mình tu sai, lệch lạc hết trơn rồi. Thành ra mình quyền lợi lớn, người ta cũng dành quyền lợi. Người ta phế mình, thì mình nói ta phế Phật, chứ đâu có phải phế Phật. Nếu tất cả các thầy, nếu tất cả các tăng ni là khất sĩ, là tỳ kheo, thì người ta lấy gì sự nghiệp đâu mà người ta phế? Tại các ông dựa vào cái chữ khất sĩ, dựa vào cái chữ tỳ kheo, dựa vào cái chữ nhà sư, rồi các ông quyên tiền quá trời quá đất, các ông dụ mấy bà hoàng hậu. Mấy bà hoàng hậu thì mê phước, rồi cúng cái dân tiền quá trần, người đem ra các chùa minh mông trời đất, lấy hết sự nghiệp của nhân dân. Thì các ông vua khác, các ông quan khác, người ta buộc lòng, người ta phải ganh tị chứ sao? Các ông quan ở đạo khác, người ta ganh tị. Cho nên là tôi nói đây là tôi nói rất là thành thật, là công bằng, mà ai đó không chịu thôi chứ không có sao hết trơn á. Chứ còn nói cái từ phế Phật đó tôi cho là không phải. Tại mình ta mới phế chứ không ta lấy gì ta phế. Ta phế để ta lấy gì? Ta lấy sự nghiệp, ta lấy của cải, ta lấy chức, ta lấy đồng. Có như ông vua ta lấy đồng, lấy tượng, lấy cốt mà bằng đồng ra ta lấy, đem ra ta đúc tiền đấy. Rồi mình nói ông vua nó không sợ tội. À, lấy tượng đồng, tượng Phật với đại hùng chung rồi đem chuông đồ của chùa đem đúc đúc tiền, ông vua đó không sợ tội, ông vua đó không biết tu, không trúng đâu. Trong cái đồng nó không có ông Phật nào trống hết á. Còn chuông đó tại mấy ông bày ra, mấy ông làm vậy chứ Phật Thích Ca ở đó đâu có đúc cái chuông nào. Cho nên là gom góp đồng, gom góp vàng, gom góp bạc của bá tánh, rồi bây giờ là người ta ganh tị hoặc là người ta giác ngộ, người ta lấy ra ta làm lại cho đất cho nước thì ta trả ra, đó là quyền chính trị của người ta. Rồi mình nói ta phế Phật chứ không phải đâu, nói vậy không trúng, không công bằng. Lẽ ra cái chữ tỳ kheo, cái chữ khất sĩ là không có cái gì để cho ai, để ai giật được hết. Cái đó mới đúng. Còn mình làm không đúng để cho người ta ta giật đó, tức là mình sai chứ không phải người ta sai. Còn đạo Phật ở Trung Quốc mà dùng cái chữ đại thừa để mà tích lũy vậy là không phải đâu. Đại thừa là cái thừa đó là đại, là đại cái gì chứ, cái đại mà tích lũy sự nghiệp của cải để cho người ta giành giật, người ta cạnh tranh, người ta phế mình như vậy, gọi là đại thừa là vậy sao? Không phải đại thừa là vậy. Còn nhiều vấn đề tôi sẽ nói, tôi sẽ nhắc nhở. Bây giờ gần chết rồi, bây giờ các vị có ghét cỡ nào đi nữa cũng vậy thôi à. Có thể biết đâu nói lần này chứ lần sau không nói được cũng có. Bởi vì lớn tuổi lắm rồi. Do vậy cho nên còn ngày nào là nói thiệt ngày nấy. Nói không sợ mất lòng, không sợ mất cảm tình gì hết, càng không sợ ghét gì hết. Cho nên giờ lâu lâu vậy nhắc bữa vậy, nhắc thì gọi là nhắc nhở, nhắc cũng là việc chơi. Giờ lớn tuổi rồi, giờ là đâu có làm gì được nữa.
thì mình có cái cách chơi nào đó mình chơi theo kiểu của mình vậy thôi, mình chơi theo kiểu của mình đi. Bây giờ mình nhờ mình học kinh mấy 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 chục năm rồi đó, thì bây giờ lấy kinh ra để mình nhắc dở chơi vậy đó, ai nghe nghe không nghe thôi, mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn thâm giao có dễ gì. Nói kiểu của tôi vậy mà tìm bạn thâm giao đâu mà có, dễ gì mà tìm bạn thâm giao. Người ta làm cái tháp ra cả 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ mà tôi nói làm tháp vậy là để cho ma ở. Tôi phê bình là đường Huyền Trang đi lại tháp vậy là mê muội ngu si, ai chơi với tôi. Thành ra tìm bạn thâm giao có dễ gì, ai ta cũng có chùa chiền, ta có sự nghiệp, còn mình không chịu cái đó, mình nói cái đó phản lại đường lối Phật, mình không chịu. Thế thì ai còn kiếm 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 người đâu để chơi với mình đây? Thì thôi thì nói rằng nè, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi, thôi thì mình chơi vui theo kiểu của mình vậy. Thì mình nói vậy đó. Mong rằng là tăng ni trẻ đó để tâm suy nghĩ, nhận thức khách quan, rồi các vị sẽ có cái an lạc riêng đó. Các vị không giàu, các vị không có sự nghiệp lớn, các vị không có chùa to, mà các vị có an lạc đó nha, tôi báo cho các vị biết trước vậy đó. Còn Phật tử cũng vậy, Phật tử không cần bỏ vô cả ngàn ngàn tỷ để xây chùa lớn đâu. Ủng hộ Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo cho những người nào người ta hành đạo, học đạo, người ta tu hành, rồi ta nhắc nhở cho mình cùng tu, mà tu với cái giáo lý là đa dục di khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di, thân tâm tự tại, có nghĩa là phải phải học cái hành thiểu dục tri túc, dù là cư sĩ cũng là thiểu dục tri túc. Thay vì một tháng người ta xài là 30 triệu, ngày ta xài 1 triệu là ta xài lớn ha. Còn mình á, trong gia đình mình á, là thay vì ta xài 30 triệu, mình xài chừng 3 triệu thôi. Đó là gọi là thiểu dục tri túc là vậy đó. Là các vị có an lành đó. Các vị khỏi sợ chính phủ xung công. Các vị khỏi có bị phê bình chỉ trích hay là phê tự phê gì, các vị khỏi. Làm quan cũng không sợ ta phê bình. Còn làm dân thì là an lành nhẹ nhàng đó. Mong rằng là tại gia cũng như xuất gia để ý để mình sửa mình vậy thôi, chứ còn tôi thì chẳng có lợi gì hết. Nhưng mà có cái tật là thích đó cái gì của Đức Phật dạy, để hy vọng rằng cúng dường, cúng là cung cấp, dường là dưỡng nuôi, cung cấp để dưỡng nuôi cái tinh thần cho những người Phật tử có được an lạc, chúng nào là tôi mừng chúng nấy vậy thôi, chứ không có ý gì khác hết. Xin ngừng ở tại đây và còn nói mãi, chứ nếu chưa chết là còn nói mãi, dầu nói ai đó phát ghét cũng cứ nói mãi. Xin chúc an lạc A Di Đà Phật.